Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2024-2026. Phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2024 đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024. Tam Đường chủ động các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 8, tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2024-2026. Dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, cùng đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh cùng 40 học viên tham gia khóa học. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K71B05 tỉnh ủy Lai Châu khóa học 2024-2026 nhằm trang bị cơ bản hệ thống thực tiễn hiện đại toàn diện về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố lập trường cách mạng, nâng cao tầm nhìn, tư duy khoa học, nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý và vận dụng lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn, rèn luyện tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý theo yêu cầu của Đảng và thực hiện quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực 1, quản lý lớp, điều hành tốt quá trình giảng dạy và học tập theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, đảm bảo lớp học được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi học viên phải nỗ lực thực hiện tốt quy chế quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Học viện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về kỷ luật kỷ cương trên lớp, chủ động nghiêm túc và tự giác trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong để có những bước trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh chính trị, phương pháp, phong cách, tư duy và tầm nhìn. Từ đó chuyển hóa và vận dụng sáng tạo các kiến thức thu nhận được vào trong công tác thực tiễn ở cơ quan đơn vị ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn. Chiều 27 tháng 8, Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết số 19 ngày 20 tháng 7 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 tại tỉnh Lai Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân trong tình hình mới, các cấp hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai học tập, quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu của nghị quyết đề ra. Cụ thể hóa các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương. Nội dung và hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới, phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, giúp cán bộ hội viên nông dân dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Kết quả, các cấp hội đã tổ chức trên 15.000 buổi tuyên truyền cho trên 800.000 lượt hội viên nông dân. Triển khai xây dựng 11 mô hình điểm, hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tổ chức trên 3.000 hội nghị phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở và giám sát, phản biện xã hội cho 186.000 lượt cán bộ hội viên nông dân. Tích cực triển khai thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ gắn với phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân tỉnh đạt được trong thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,
đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu xây dựng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đổi mới các nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền cần thực hiện đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của cán bộ hội viên. Đẩy mạnh thành lập chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng câu lạc bộ của hội nông dân, tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương trong thực hiện công tác truyền thông, xây dựng các chuyên trang chuyên mục. Trước đó, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, thăm câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Lai Châu tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lai Châu. Sáng 27 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Nhóm phóng viên thời sự đưa tin chi tiết từ phiên họp. Thưa quý vị, trước những khó khăn, thách thức, song kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 8 tiếp tục đạt những kết quả tích cực ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Đây là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, quyết liệt, hiệu quả của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Phát huy đà tăng trưởng trong tháng 7, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,4%, doanh thu vận tải tăng 1,4%, sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo mùa vụ, sản lượng cây ăn quả, thịt hơi, thủy sản cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả đạt được trong tháng, một số chỉ tiêu phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu, tiến độ trồng rừng mới vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh còn thấp, còn 10 đơn vị giải ngân dưới mức trung bình toàn tỉnh. Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu tập trung đánh giá phân tích, làm rõ thêm những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách một số lĩnh vực đạt thấp, nhất là thu từ thủy điện, sử dụng đất. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ tháng tới, các sở ngành, đơn vị địa phương cần tập trung cao, rà soát các nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt thấp, đồng bộ triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo kế hoạch năm đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của năm 2020. Tư có mấy vấn đề sau. Một là cái phân bổ chi tiết thì hiện nay là còn vướng cái một số dự án, trong đó có cái hầm đường bộ, các cái nội dung dự án khác thì đề nghị các đồng chí là thời tiết thì cũng có thể bắt đầu có những cái chuyển biến rồi, thuận lợi rồi thì các đồng chí tranh thủ và thực hiện tốt các cái nội dung về đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tháo gỡ khó khăn, tập trung trong cái triển khai luật đất đai. Và hiện nay thì các đồng chí cũng đã trình trong một số nội dung, nhưng mà rất nhiều nội dung phải hoàn chỉnh trong cái tháng 8 này, đúng không? Phải hoàn chỉnh trong tháng 8 này để Ủy ban dân tỉnh ban hành, ký ban hành để chúng ta triển khai thực hiện. Là đối với sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đề nghị là cái giác độ là Sở Nông nghiệp sẽ chủ động tham mưu thì trong cái việc triển khai các cái chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu trồng rừng, tập trung vào những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Là về diễn tập khu vực phòng thủ ở huyện Mường Tè thì đề nghị Mường Tè cũng quyết liệt tập trung chuẩn bị các điều kiện để chúng ta thực hiện cái quân sự tỉnh. Các ông chí cũng chủ động tham mưu để chúng ta hoàn thành nội dung về diễn tập quân của Mường Tè. Các ông chí tập trung chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nhất cho cái chuẩn bị cho năm học mới. Đấy, trong cái điều kiện thời tiết như vừa rồi là tôi cho rằng là các trường cơ sở trường là hiện nay bây giờ là các hệ thống các cái mùa mưa là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thực hiện cái khâu vệ sinh và khâu chuẩn bị nó gặp những cái khó khăn, thì chúng ta tập trung quyết liệt để cho chuẩn bị tốt nhất cho cái năm học mới. Khi mùng 29 thì có cái Tết Độc Lập ở Than Uyên thì Sở Văn hóa đồng chí tham mưu để Ủy ban tỉnh chúng ta năm nay đáng ra là có thể có điều kiện tốt hơn, nhưng mà do cái điều kiện cơ chế cho nên là vẫn là quy mô cấp tỉnh, nhưng mà có thể nói là nó chưa đạt được như mong muốn, thì chúng ta cũng có thể là một cái năm đầu có tính chất chuẩn bị để sang năm có thể làm tốt hơn.
Thưa quý vị, chiều 27 tháng 8, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi trường học năm học 2023-2024, triển khai chương trình công tác phối hợp giữa tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025. Tuyên dương sinh viên năm tốt, học sinh 3 rèn luyện, học sinh 3 tốt, giáo viên trẻ tiêu biểu, thủ khoa, á khoa các khối kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Năm học 2023-2024, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt và vượt 10 chỉ tiêu đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống và phổ biến pháp luật được các cấp bộ đoàn trường học quan tâm thực hiện. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập rèn luyện và phát triển kỹ năng, thể chất, văn hóa tinh thần, các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học chủ động hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên được duy trì và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm học 2023-2024 và những đề xuất của các đơn vị, trong năm học 2024-2025, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tặng danh hiệu học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện cho 23 cá nhân, tặng bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024, tặng danh hiệu giáo viên trẻ tiêu biểu năm học 2023-2024 cho 6 cá nhân. Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Hội đồng đội tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu thi đua, đơn vị xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Tam Đường là 51,3%, đạt 100% kế hoạch, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất gỗ lớn 50 ha, đảm bảo tiến độ theo quy định. Phối hợp xây dựng hồ sơ trồng rừng thay thế 34,818 ha. Huyện Tam Đường đã tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên, kết hợp với trồng bổ sung. Bảo vệ môi trường sinh thái, phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu tác hại của thiên tai, tăng khả năng sinh thủy của rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế suy giảm rừng, mất rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn tình trạng cháy rừng, khai thác rừng trái phép. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác trồng rừng, kiểm soát chặt chẽ việc trồng rừng sau khai thác theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống 79 năm ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, ngành thông tin và truyền thông Lai Châu sau 20 năm thành lập đã từng bước khẳng định được vai trò vị trí và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. Hiện nay, ngành thông tin và truyền thông Lai Châu đã và đang tiên phong dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cùng với sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông cả nước, những năm qua, ngành thông tin và truyền thông của tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của tổ chức nhân dân. Hạ tầng bưu chính viễn thông phát triển bền vững theo hướng hiện đại, đồng bộ. Toàn tỉnh có khoảng 458.500 thuê bao di động, 55.900 thuê bao Internet với hơn 2.000 trạm phát sóng di động. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang được triển khai đến 100% xã. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng, cáp quang đạt 43%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt gần 78%. Được sự quan tâm của tập đoàn cũng như là của Viettel Lai Châu, thì Viettel huyện Tam Đường hiện nay thì 100% các bản đã được phủ sóng 4G hết. Nó phục vụ rất là tốt cho cái việc là sử dụng thanh toán không tiền mặt đến các cái bản sâu xa cũng như là chi lương qua hệ thống tài khoản ngân hàng số. Nên là cái việc mà triển khai chuyển đổi số đến từng thôn bản rất là thuận lợi. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực từng bước khẳng định vai trò, vị trí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, tạo thói quen làm việc trên môi trường mạng, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý,
tạo nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số. Ngành tập trung phát triển hạ tầng, nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IOC, Trung tâm Lưu trữ Điện tử và Giám sát An ninh mạng tỉnh Lai Châu SOC, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số. Đối với đảm bảo an toàn thông tin hay bảo mật an toàn thông tin thì có vai trò rất là quan trọng. Trong cái lĩnh vực chuyển đổi số thì bắt buộc phải đưa dữ liệu lên môi trường số. Dữ liệu sẽ ngày càng lớn, do đó là các cái cuộc tấn công cũng như xâm nhập thì sẽ ngày càng quyết liệt. Cái việc mà bảo vệ dữ liệu là cái việc bắt buộc, cái là tối quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thì đối với các cái doanh nghiệp hay là cơ quan đơn vị đầu tiên thì người ta sử dụng tường lửa hay là firewall. Thứ hai là sử dụng các cái phần mềm, các cái liên quan dịch vụ, liên quan đến quản lý sự kiện, hay là mã hóa các cái dữ liệu, rồi là sử dụng dịch vụ điện toán đám mây an toàn, hoặc là các cái dịch vụ mà bảo vệ trang web, bảo vệ mai, mà xây dựng truyền thông đến người dân liên quan đến cái đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tạo được nhiều dấu ấn tích cực. Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng khu vực cửa khẩu biên giới Ma Lù Thàng. Hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm đúng vai trò chỉ đạo định hướng thông tin của cấp ủy chính quyền địa phương. Thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức truyền thông, góp phần cung cấp đầy đủ, phản ánh kịp thời thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa đặc sắc, tiềm năng phát triển của Lai Châu tới bạn bè trong nước và quốc tế. Về phía ngành thì tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền về chuyển đổi số. Thứ hai là rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về chuyển đổi số. Thứ ba là xây dựng hạ tầng đồng bộ với hạ tầng số quốc gia, triển khai các hiệu quả ứng dụng số trong cơ quan nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển nguồn lực số, tăng cường hợp tác tận dụng nguồn nhân lực của các đơn vị doanh nghiệp có năng lực trong quá trình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với một số tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước, mô hình sản phẩm số, đẩy mạnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, triển khai các giải pháp phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông mới. Các cơ quan báo chí cần chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, phát triển chiến lược truyền thông tích hợp, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn nói chung và hoạt động đài truyền thanh cấp xã, tăng cường bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng trong quản lý và công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình để triển khai thực hiện thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã. Với những nỗ lực không ngừng, ngành thông tin và truyền thông Lai Châu đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông Lai Châu tiếp tục đoàn kết, kỳ cương, chủ động, sáng tạo, xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng. Các cấp ủy trên địa bàn huyện Tam Đường đã chủ động từ sớm các bước chuẩn bị tổ chức đại hội, cũng như là đảng bộ các xã thị trấn. Đến nay, đảng bộ xã Bản Bo đã hoàn thành việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội. Mỗi tiểu ban được giao các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể, trên cơ sở đó triển khai thực hiện tốt công việc được giao. Cùng với thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bản Hòn đã sớm ban hành kế hoạch 149 về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong đó có nội dung tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 19 trên 19 chi bộ trực thuộc, hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2025.
các chi bộ đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, ra soát nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Hội nghị triển khai cái kế hoạch đại hội của Ủy ban Nhân dân thì chi bộ chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức họp chi bộ mở rộng vào ngày 7 tháng 8 vừa rồi. Thì chúng tôi cũng đã triển khai cái kế hoạch chuẩn bị cho đại hội những nội dung, những cái kế hoạch mà những cái bước mà chi bộ cần phải thực hiện trong chuẩn bị cho bước chuẩn bị đại hội. Với nhân sự thì chúng tôi luôn lựa chọn những cái nhân sự có đủ phẩm chất đạo đức chính trị và đạo đức đối sống. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ tiến tới đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 được cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy. Trên cơ sở đó, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với Đảng. Để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nắm được chủ trương, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng tốt, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội xã, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở là quyết định phân công của đảng ủy xã, thì trưởng tiểu ban đã ban hành ra một kế hoạch nêu rõ cụ thể về các cái nội dung và nhiệm vụ của các thành viên trong ban. Thì với vai trò là văn phòng thống kê kiêm văn phòng đảng ủy thì tôi đang hướng dẫn cho các chi bộ là tuyên truyền các cái kế hoạch thực hiện chỉ thị 3 năm của đảng bộ xã cũng như là đảng bộ các cấp, hướng dẫn các chi bộ là trong việc thực hiện tuyên truyền thì mình có ghi chép lại biên bản để nộp lại đảng ủy để tổng hợp. Thời điểm này, song song với lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo theo kế hoạch. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đòi hỏi là mỗi cấp ủy rồi tổ chức đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cái công tác là chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo làm sao đúng quy định của điều lệ đảng. Thì trên cơ sở cái nhận thức đó thì sau khi mà có cái kế hoạch của huyện ủy ban hành thì đảng ủy xã cũng đã kịp thời là ban hành các cái kế hoạch cũng như là quyết định để lãnh đạo chỉ đạo cái công tác đại hội. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức triển khai cái công tác chuẩn bị đại hội đối với đảng bộ xã cũng như là các cái chi bộ trực thuộc là đảm bảo theo cái kế hoạch thời gian theo quy định. Việc sớm xây dựng kế hoạch thực hiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cho thấy sự chủ động, quyết tâm của đảng bộ xã Bản Bo, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, là căn cứ để các cấp ủy đảng dựa vào đó triển khai nhiệm vụ tổ chức đại hội sát với tình hình thực tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về trồng rừng, đặc biệt là phát triển rừng quế, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Pa Ủ, huyện Mường Tè có khí hậu khá đặc biệt và thuận lợi cho việc trồng trọt. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ giống, giúp người dân mở rộng diện tích trồng quế. Việc trồng cây quế tại xã Pa Ủ không chỉ giúp tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn giúp cải thiện môi trường sống, bảo vệ đất đai và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, cây quế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái. Tiếp tục là triển khai cái diện tích trồng quế, thì các năm sau 3 năm triển khai thì đến thời điểm này xã đã trồng được khoảng 121 ha quế. Đấy là đối với các cái diện tích do xã là do cái chương trình dự án của nhà nước đầu tư. Thế còn ngoài ra các hộ khác cũng đã triển khai thực hiện được khoảng 6 ha nữa diện tích trồng quế, và đến nay là cái cây quế đã phát triển tốt và cái tỷ lệ sống đều đạt từ 85 đến 90% trở lên. Hiện nay việc trồng cây quế tại xã Pa Ủ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, được người dân đầu tư và chăm sóc cẩn thận. Việc này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp nâng cao đời sống và phát triển bền vững cho cả cộng đồng. Từ lúc 2022 là đến bây giờ là đến thời điểm là từ
tí theo tuổi rồi là đến 2 năm thì phát triển nó tốt, năng suất nó cao, cây quế cũng lớn ngay, với là còn vừa là diện tích cũng đảm bảo cho cô chỉ tiêu giao cái trong bản. Năm nay gia đình chị Pờ Lê La, bản Pha Bu được hỗ trợ giống cây quế trồng trên diện tích 6 hectare. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị đang nhờ người dân trong bản đến giúp gia đình trồng quế. Được biết, cây quế trồng trên địa bàn xã có tỷ lệ sống trên 90%. Cây quế được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu nơi đây. Nhà tôi được hỗ trợ 6 hectare quế. Lúc trời nắng nóng, tranh thủ đi trồng quế để sau này đem lại cho gia đình thu nhập. Với những tiềm năng và lợi ích từ việc trồng cây quế mang lại, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.